Trên đây tôi là toàn bộ công cụ quay video được đóng gói trong một chiếc hộp. Chào bạn thân mến, bạn có thắc mắc thấy rằng dạo này tôi rất là hay làm video mỗi ngày ít nhất 1-2 cái video đăng lên mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, YouTube không? Và đây là bí mật đã giúp cho tôi có cảm hứng để làm video hơn. Và tất cả chỉ trong chiếc hộp này thôi. Một studio của tôi chỉ đóng gọn trong chiếc hộp này, bạn có tò mò không ạ? Nếu tò mò nhớ xem hết video nhé. Tên tên tên. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cái vỏ để đựng cái mic Moja mà tôi đang nói ở đây. Tôi đang cài áo để đang nói, để giúp cho khi mà mình nói nhỏ thôi các bạn cũng nghe rõ, và nó cũng đã lọc được một chút tạp âm đó. Và cái này tôi cũng đăng ký ở trên Tiki và Shopee thôi các bạn nhé. Thứ hai, một cái công cụ mà giúp cho tôi có cái cảm hứng và nó đi với tôi rất là lâu dài, đó là cái gậy ba chân thông minh này. Và nó đã gắn bó với tôi 2 năm rồi, các bạn có thể khám phá. Đó, đây là có 3 chân, rất là chắc chắn luôn. Cái thứ hai, bạn có thể kéo dài ra. Đó, kéo dài ra hơn 1 mét luôn, đúng không ạ? Tầm 1 mét. Đó, khi các bạn quay và các bạn muốn rằng là chúng ta đặt làm sao mà cái camera nó ngang với tầm mắt để quay video được đẹp nét hơn, hay đơn giản là mình tìm cái chỗ mà ánh sáng đẹp, bạn có thể cài điện thoại vào đây và chúng ta set up quay 360 độ. Nếu cái đoạn ánh sáng nào mà mặt của mình sáng nhất thì bạn hãy chọn. Một cái điều nữa là bạn có thể quay 360 độ, rất là tiện lợi. Đó, bạn có thể quay ngang hoặc là quay dọc. Rồi, ok. Và nếu như bạn quay mà chúng ta set up rồi, các bạn muốn đứng yên một chỗ và bấm tự động, thì ở đây nó đã có một cái nút, đó là nút bấm qua Bluetooth. Đó, rất là dễ dàng sử dụng, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi, và một cái điều nữa mà tôi rất là thích ở cái chân quay này, đó là nó rất là chắc chắn. Và nếu như bạn không muốn quay, bạn muốn tháo cái phần kết nối với điện thoại này ra, mà chúng ta muốn lắp một cái camera vào, thì ở đây nó có cái phần gọi là chúng ta có thể bỏ ra và lắp vào. Đó. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi vẫn chưa hài lòng lắm về cái chân quay này, đó là khi mà mình quay dọc, đó, khi mà mình quay dọc và mình set up cao lên thì nó hơi bị nghiêng và đôi lúc bị đổ máy hoặc là nó chưa cân, tôi phải chèn thêm một cái gì đó ở phần này. Đó, tuy nhiên cái đó thì chỉ nhỏ thôi các bạn nhé. Nhưng mà tôi rất là thích và hài lòng cái chân quay này. Và nếu như bạn chưa có, bạn cũng có thể tham khảo cái chân quay này trên Tiki và Shopee nhé. Rồi, mà một dụng cụ nữa mà giúp cho các bạn có thể quay video và đưa cả thế giới của mình vào trong một cái video, đó là phông xanh. Một cái phông xanh này của tôi chỉ có 1,5-2 mét thôi. Nhưng mà khi mà tôi quay video căng ra để đằng sau này, tôi có thể ghép nền động, nền tĩnh, ghép các cái nước hoặc là ghép các cái video vào đằng sau, hoặc ghép những cái studio rất là chuyên nghiệp. Và nếu như bạn muốn làm những cái khóa học về nhiều người hoặc nhân bản nhiều người, quay cả người của bạn, thì bạn cần phải mua rộng hơn. Ví dụ ở nhà thì tôi cũng có một cái phông xanh dài 6m x 6m để có thể làm những khóa học về Zumba. Còn hiện tại thì trong người thì tôi sẽ set up một cái phông xanh vải chỉ có 1,5-2 mét. Bởi vì cái công việc của tôi thường xuyên phải đi, tôi có mong muốn khám phá hết đất nước Việt Nam, 63 tỉnh thành. Chính vì vậy cả gia đình chỉ có một chiếc vali, mà tôi luôn chọn những cái sản phẩm ưu việt nhất, nhỏ gọn nhất. Các bạn thấy rằng là cái studio của tôi chỉ trong một chiếc hộp là có khả thi, đúng không ạ? Và nếu thấy bạn thấy cái video này hay và giá trị thì hãy like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Nguyễn Thơm nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.